Vâng, em chào các bác ạ. Hôm nay em xin hướng dẫn cách lắp của con máy phát điện Honda EC3500CX. Con này là con có đề. Vâng, đây em sẽ khui thùng ra và cùng lắp cho các bác. Đây ạ, khui thùng ra. Không đề thì sẽ chỉ có những công tắc này thôi, là không có ắc quy. Sau đây là bước đầu tiên, đó là ta sẽ đấu cái ắc quy này. Mình sẽ tháo ra. Cực dương và cực âm, dây đỏ là đấu vào cực dương. Và dây đen đấu vào cực âm. Đây, trong cái quyển nó cho mày có một cái đây. Đây. Cực dương nhé. Đấy. Sao ta cho vào đây. Tiếp đó này. Ta sẽ dùng chai nhất 4 thì cửa dựa dành cho xe số để đổ vào đây. Đây anh em nha. Đấy. Đấy. Đổ vào đây. Để đây. Và ta đổ vào. Ta đổ vào đi rồi làm sao mà để xuống que thâm nhất ạ, que thâm nhất này, vạch H này, vạch N này, ở giữa vạch đấy, chấm vào thì nó ở giữa vạch H là vạch nào. Sau đó thank you.
các bạn nhá, chú ý này, sang dưới cái cần gạt này này, cần gạt này nhá, gạt hết sang bên trái, gạt hết sang bên trái đấy. Sau đó quay đây, sau đó ta lấy đây, đây. Đây nha. Đây các bạn nhé, gạt hết về bên này. Rồi. Sau đó bật công tắc này lên. Đấy, sau đó giật. Đây.